Dele Alli từng được xem là một trong những tài năng sáng giá của Tottenham Hotspur lẫn đội tuyển Anh. Tuy nhiên, những vấn đề trong lẫn ngoài sân cỏ mà Alli đang gặp phải đã khiến anh chìm vào quên lãng trong suốt 2 năm qua. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022, Alli đã phải chia tay Tottenham để gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây thực sự là một cột mốc buồn dành cho viên ngọc quý một thời bóng đá xứ sở sương mù. Dele Alli được Tottenham Hotspur chiêu mộ từ đội hạng dưới Milton Keynes Dons hồi năm 2015. Tiềm năng to lớn của tiền vệ sinh năm 1996 đã sớm được thể hiện rõ với một loạt những danh hiệu cá nhân mà anh giành được khi còn chơi bóng tại Ligue 1. Khởi đầu như mơ của Alli tại Tottenham càng khiến nhiều người mơ về một tương lai sáng lạng đang chờ đợi anh ở phía trước. Trong 3 mùa giải đầu tiên gắn bó với Spurs, thành tích ghi bàn của Alli đều đạt ngưỡng 2 con số. Mùa giải thăng hoa nhất là mùa 2016-2017. Anh đã ghi đến 22 bàn thắng, 18 trong số đó là tại Premier League. Anh thậm chí còn được Hiệp hội Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp PFA bình chọn vào đội hình tiêu biểu giải đấu 2 lần liên tiếp trong quãng thời gian này. Nhờ màn trình diễn ấn tượng này, Alli được triệu tập lên đội tuyển Anh ở tuổi 19. Anh sau đó đã giữ một chỗ đứng nhất định trong màu áo tam sư và cũng tham dự World Cup 2018. Từng có giai đoạn anh được xem là trụ cột nơi tuyến tiền vệ trong đội hình của huấn luyện viên Gareth Southgate. Huyền thoại của Manchester United Gary Neville đã đánh giá rất cao Alli trong khi ông quả làm trợ lý tại đội tuyển Anh. Trên Sky Sports, cựu danh thủ sinh năm 1975 từng phát biểu về tinh thần chiến đấu. Khi còn làm việc tại đội tuyển Anh, tôi thấy cậu ấy giống như Roy Keane hồi trẻ vậy. Là mẫu tiền vệ mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, có thể ghi bàn, cầm bóng, chuyền bóng. Cậu ấy dường như hội tụ đủ mọi tố chất cần có ở một cầu thủ. Tuy nhiên theo thời gian, quá trình thăng tiến của Alli bắt đầu diễn ra chậm lại. Đóng góp của anh tại Tottenham từ đó cũng trở nên vô cùng hạn chế. Đến mùa giải 2021-2022, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Alli. Anh phải ngồi dự bị nhiều hơn và tỏ ra không còn phù hợp với hệ thống mà Spurs đang áp dụng. Ít được trọng dụng, anh sau đó đã bị đẩy sang Everton theo dạng chuyển nhượng tự do trong phiên chợ đầu năm 2022. Nhiều ý kiến cho rằng những câu chuyện ngoài sân cỏ là nguyên nhân đầu tiên khiến sự nghiệp của Alli đi xuống. Thực tế, tuyển thủ đội tuyển Anh trước đây từng không ít lần vướng phải những rắc rối ngoài chuyên môn. Đơn cử, trong thời kỳ giãn cách xã hội mùa Covid-19, Alli đã dẫn bạn gái tiệc tùng suốt 2 đêm liền. Hay là cũng trong giai đoạn này, anh hứng chịu vô vàn chỉ trích sau khi đăng tải một video chế nhạo người châu Á. Còn trên sân cỏ, tình hình cũng không diễn ra suôn sẻ hơn với Alli là bao. Sau khi trải qua màn khởi đầu như mơ tại Tottenham, những chấn thương đã ập đến với Alli với mật độ dày đặc. Theo Transfermarkt, anh đã ngồi ngoài đến 9 lần trong 4 mùa giải cuối tại Spurs, bỏ lỡ tổng cộng 35 trận đấu. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Alli sau khi Mauricio Pochettino chia tay gà trống. Sau đó Tottenham đã trải qua tổng cộng 3 đời huấn luyện viên từ Jose Mourinho, Nuno Santo đến Antonio Conte. Tuy nhiên tất cả các huấn luyện viên này đều sử dụng những sơ đồ chiến thuật mang thiên hướng phòng ngự, đồng thời cũng không ủng hộ vị trí thi đấu trên sân của Alli. Chính vì thế thật dễ hiểu khi mà những mùa giải rực sáng nhất của Alli đều diễn ra dưới thời của Pochettino. Vị huấn luyện viên người Argentina thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và 3-4-2-1. Tức nếu được xếp vào hệ thống này, Alli chỉ phải đá ở phía sau lưng một tiền đạo cắm là Harry Kane. Tuy nhiên khi chuyển sang sơ đồ 3 tiền đạo như những đời huấn luyện viên sau đó, Alli lại không còn phù hợp nữa. Thậm chí dù có được sử dụng hay không đi nữa, anh cũng buộc phải san sẻ tầm ảnh hưởng của mình với các đồng đội khác. Nhận thấy vấn đề mà Alli đang gặp phải tại gà trống, Pochettino từng muốn giải cứu cậu học trò cũ của mình để đem anh về Paris Saint-Germain hồi đầu năm 2021. Song chủ tịch Daniel Levy đã không để thương vụ này xảy ra. Vậy cụ thể Dele Alli thi đấu mờ nhạt như thế nào trong những năm gần đây? Theo Sky Sports, bên cạnh số trận ra sân và số pha làm bàn, thông số dứt điểm của Alli cũng giảm sút đáng kể, từ 2,78 cú sút một trận ở mùa giải 2016-2017. Tiền vệ sinh năm 1996 chỉ có thể tung ra trung bình 0,55 pha dứt điểm mỗi trận. Tính đến hết giai đoạn lượt đi mùa giải 2021-2022. Cũng theo Sky Sports, Dele Alli trong những năm gần đây đã phải thi đấu thấp hơn thay vì chủ yếu tập trung vào mặt trận tấn công như những mùa giải đầu tại Spurs. Ngoài ra số lần chạm bóng của anh cũng đi xuống theo các năm, từ 4,94 lần một trận xuống còn 2,55 lần một trận. Mùa giải vừa qua, anh chuyển đến Everton của huấn luyện viên Frank Lampard theo dạng cho mượn nhưng cũng không thể tìm lại phong độ. Hiện tại, tiền vệ người Anh đang chơi bóng ở Besiktas. Nhưng sự nghiệp của anh vẫn đang có dấu hiệu không ngừng lao dốc. Nhận xét về Alli, huấn luyện viên Besiktas, Senon Gunç cho biết: "Tôi không thể thay các cầu thủ để tạo ảnh hưởng lên chính bản thân họ. Dĩ nhiên, tôi có thể dễ dàng để họ làm theo ý muốn của mình. Nhưng với Dele Alli, chúng tôi không thể làm thế. Tôi biết, chúng ta có thể bàn về Dele Alli không phải với tư cách một cầu thủ và ở thời điểm này,
cậu ấy đang rơi vào tình trạng thi đấu dưới mức hiệu quả một cách trầm trọng. Cầu thủ sinh năm 1996 chỉ chơi 9 trận cho Besiktas trên mọi đấu trường, ghi được 2 bàn. Giám đốc thể thao của Besiktas và cả huấn luyện viên đều không hài lòng với màn trình diễn của Ali. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, sau khi cựu sao Tottenham Hotspur bị đuổi khỏi sân ngay từ hiệp 1 trong cuộc đối đầu với Kayserispor, huấn luyện viên Gunn đánh giá Ali giờ đã ở dưới đáy của sự nghiệp. Đến cuối tháng 12 vừa qua, trong trận đấu giữa Besiktas và đội hạng Basaksehir thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Ali bị thay ra khi trận đấu mới diễn ra được 29 phút. Sau khi rời sân, Ali thậm chí bị chính fan Besiktas la hó. Mới đây, ông Senon Gunn đã tố Dele Alli không quay trở lại đội bóng sau kỳ nghỉ ngắn hạn. Huấn luyện viên của Besiktas phát biểu đầy mỉa mai: "Chúng tôi đã cho phép Dele Alli được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, nhưng đến nay, cậu ấy mất tích rồi. Trời đang mưa, có lẽ đó là lý do Ali không trở lại. Chúng tôi đang cố tìm cậu ấy." Trước đó, Ali trở lại London để dành thời gian vui chơi. Anh xuất hiện trong một bức hình với những cô gái xinh đẹp. Trong hợp đồng của Ali có điều khoản cho phép Besiktas mua đứt cầu thủ người Anh từ Everton. Nhưng với tình hình hiện tại, khả năng Ali gắn bó lâu dài cùng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ gần như không thể xảy ra. Không lâu sau, tiền vệ người Anh cũng đã phản hồi: "Câu lạc bộ cho phép tôi nghỉ để gặp bác sĩ. Tôi sẽ trở lại vào ngày mai." Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, huấn luyện viên Senon Gunn quyết định gạch tên Ali khỏi đội hình đăng ký thi đấu của Besiktas trong phần còn lại của mùa giải 2022-2023. Chiến lược gia 70 tuổi được cho là đã trực tiếp nói với Ali rằng cầu thủ này sẽ phải theo dõi câu lạc bộ thi đấu trên khán đài từ thời điểm hiện tại đến khi trở về Everton vào hè tới. Sự thụt lùi của Ali thật sự mang tới tiếc nuối cho nhiều người. Dele Alli đã đi từ một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất nước Anh, người khiến chủ tịch Tottenham Daniel Levy say mê và ví von với hàng loạt huyền thoại trên thế giới, giờ đây trở thành một kẻ mất hồn, vật lộn tìm lại phong độ và đam mê với trái bóng tròn. Trong bộ phim tài liệu của Tottenham, huấn luyện viên Jose Mourinho từng khuyên Dele Alli: "Bây giờ tôi 56 tuổi và ngày hôm trước nữa, tôi mới 20 tuổi. Chẳng bao lâu nữa, thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày nào đó, tôi nghĩ cậu sẽ hối hận nếu không đạt được những gì cậu có thể chạm tới. Tôi không mong đợi cậu sẽ trở thành cầu thủ hay nhất trận. Tôi cũng không mong đợi cậu sẽ ghi bàn trong mọi tình huống. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi nghĩ cậu sẽ hối hận. Cậu nên đòi hỏi nhiều hơn từ bản thân mình. Không phải tôi đòi hỏi nhiều hơn từ cậu, không phải tôi, không ai cả, mà là cậu kìa. Tôi nghĩ cậu nên đòi hỏi nhiều hơn từ chính mình. Đỉnh cao có phải thứ Ali muốn?" Đó là một câu hỏi nhức nhối khi chứng kiến một cầu thủ sa sút phong độ quá nhanh ở độ tuổi còn rất trẻ như vậy. Để trả lời, hãy lật lại quá khứ của Ali một chút. Ali trưởng thành cùng một tuổi thơ xám xịt và vô hồn. Anh lớn lên mà thiếu vắng sự chăm sóc của người cha, trải qua sự giáo dục kỳ lạ mà đến giờ anh vẫn không muốn chia sẻ. Bóng đá đã cho anh tất cả, nó mang lại cho anh sự an toàn và một mái ấm. Khi ở đỉnh cao phong độ của mình vào năm 2017, Ali đã bổ nhiệm người bạn thân nhất của mình là Harry làm người đại diện. Ali chơi thứ bóng đá hay nhất dưới thời Pochettino, trong một đội hình cũng có nhiều cầu thủ khát khao khi chưa có gì trong tay. Đạt đến đỉnh cao là tham vọng của cầu thủ này, nhưng duy trì điều đó có lẽ lại là một câu chuyện khác. Liệu chúng ta có cần phải nuối tiếc cho Ali không? Nếu việc sẵn sàng đổ nhiều mồ hôi hơn ở trên sân, làm phiền dây chằng của mình một chút để có 15 năm thi đấu đỉnh cao không phải điều Ali muốn. Nếu thứ anh muốn chỉ là được chơi bóng và sống một cuộc đời ít vướng bận về tiền bạc. Nhưng theo góc độ khác, sẽ là phiến diện nếu nói Ali có một sự nghiệp bóng đá thất bại. Từ một cầu thủ xuất thân từ một đội bóng hạng dưới, Ali đã trưởng thành và trở thành tài năng trẻ sáng giá nhất của thế giới. Từng ghi bàn cho đội tuyển Anh ở World Cup, từng chơi trong một trận chung kết Champions League. Người đã mang đến cảm giác hồi hộp khó tin cho hàng triệu người.